Xin chào các bạn. Hôm nay tôi xin được phép ký ân xá tôi được cổ Di Lai được với ba tiếng lọt của nghệ nhân trong nhỏ. Trước hết là chúng ta cần phải tham khảo về thân âm. Một, hệ thống thân âm. Thì ở đây chúng ta sẽ theo cái hệ thống hò, xương, tươi, sa, sơi, tâm, toa, lưu. Lưu và hò bằng nhau tùy theo cái dẫn của dòng nhạc. Ví dụ, ở trên đi xuống tôi gọi nó là hò hoặc liền. Ở dưới đi lên tôi gọi nó là lưu. Chữ sơi và chữ ung cũng bằng cái âm với nhau. Thì tùy theo dẫn của câu vần mà ta đọc nó là ung, đọc là sơn, thì sơn. Hai, ký âm trong kiếm được quy ta. Bây giờ trước hết về các ký hiệu thuật hóa sáu con vật tổ của nghệ nhân văn nhỏ, tôi sẽ ký âm bằng những trước hết là chúng ta sẽ hiểu chữ hò. Ở đây chữ hò là kiếm căn bản của nó, cái hạn như là như vậy. Thưa các bạn, đây là như vậy. Như vậy ở đây thì đó, ở phía không, mình gọi đó là chữ hò. Và phía thứ 17, đó là chữ hò. Và hai, chữ hò nó có ở phía thứ 10. Và ba, nó cũng y như vậy. Chữ hò ở phía thứ 3, và phía thứ 17. Ở sở dĩ bốn, chữ hò ở phía thứ 12. Sở dĩ năm, chữ hò ở phía 5 và phía thứ 17. Ở đây tôi muốn nói chữ hò là cái chữ tốt định. Tại vì cái âm vực hò là âm vực chủ của cái đoạn nhạc. Ví dụ hò ở phía thứ 5 và kế tiếp là y, là xe, hay là cái gì đó. Đó là cái chữ kế tiếp. Khi chúng ta xuống bắt được ngay chỗ này và phải đọc được chữ hò, nếu chúng ta học nó là sẽ dễ lai hoặc là còn giúp của mình thực hiện. Tiếp theo, ba, trí âm đứng kề nhau. Ví dụ, trên cái bảng, sau bao giờ tổ nó có một số ký hiệu, chẳng hạn như là bây giờ phía xa mà ở phía ba, như hai, thì có những cái chữ cái hàng chữ y, nó là đứng kề, thì nó là ở phía hai. Quá dài cũng như chữ cân thì nó có ví dụ là phía 7 chia 2 thì chia 3 nó là phía 8 của chia 2. Chữ sư phía 7 có gì vậy thì chữ ư phía 8 có gì vậy. Sư phía 5 của chia 2 thì chữ cân phía 6 chia 2. Đó là cái phần nghiên cứu về thân âm. Và tiếp theo là phần xe dây cho bắt một cái đời. Trước hết ta sẽ lên như một để làm chúng tâm thân. Lấy một cặp chữ ba cho nó ăn với cặp chữ một ở thấp bát của ông. Thank
chúng ta sẽ bước vào chương trình tập về sáu câu nhạc cổ của nghệ nhân Tuân Nhoài. Chúng ta phải thành công.